Sau khi ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, Toyota Prius 2023 đã được bán ra tại Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có sẵn biến thể hybrid. Các biến thể plug-in hybrid dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 3 năm nay, 2023. Toyota Prius 2023 được phân phối với tổng cộng 8 biến thể tại Nhật Bản. Cụ thể, xe có 4 cấp độ trang trí là X, U, G và Z, với mỗi phiên bản đều có hệ dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh. Toyota kỳ vọng bán được 4.300 chiếc Prius mỗi tháng tại thị trường quê nhà. Bước sang thế hệ mới, Toyota Prius 2023 có chiều dài cơ sở lớn hơn, trọng tâm thấp hơn và mâm xe 19 inch lớn hơn là trang bị tiêu chuẩn. Thiết kế ngoại thất của Prius mới có nhiều điểm tương đồng với loạt xe Crown mới của Toyota, đặc biệt là ở phần đầu xe, với thiết kế đèn pha LED ấn tượng. Đương nhiên, chúng ta cũng không nên bỏ qua giải đèn LED trải dài toàn triệu rộng đuôi xe. Toyota Prius 2023 mới sử dụng nền tảng TNGA thế hệ thứ hai của Toyota, giúp cải thiện khả năng phản hồi khi vào cua và ổn định tốt hơn khi lái xe trên đường thẳng. Chưa hết, nội thất cũng được lột xác hoàn toàn so với phiên bản tiền nhiệm. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí 12.3 in, kết hợp với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số trông hiện đại hơn. Bảng táp lô cũng được tái thiết kế, đi kèm với hệ thống đèn viền nội thất. Với phiên bản x 2 vfd rẻ nhất có giá tương đương 20.760 USD khoảng 486 triệu. Còn phiên bản ZE4 đắt nhất có giá tương đương khoảng 29.600 USD khoảng 694 triệu. Phiên bản 1.8 lít là bản tiết kiệm nhiên liệu nhất, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 3 lít cho 100 km. Trong khi đó, phiên bản 2 lít có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 3 lít rưỡi cho 100 km, nhưng điểm cộng của nó là công suất hệ thống mạnh hơn, đạt 196 mã lực, Cả Prius 1.8 và 2.0 đều sử dụng bộ pin 4A. Ngoài ra, Toyota Prius 2023 còn nhận được một vài nâng cấp cho hệ thống Toyota Safety Sense. Đầu tiên là có thông báo về khoảng cách của phương tiện phía sau, sử dụng radar sóng mm phía sau, của màn hình giám sát điểm mù để phát hiện các phương tiện ở phía sau và cảnh báo người lái nếu có phương tiện đang đến gần. Bên cạnh đó là hệ thống phanh đa va chạm, sử dụng radar sóng mm phía sau của màn hình giám sát điểm mù phát hiện các phương tiện ở phía sau và nếu xác định khả năng xảy ra va chạm rất cao khi xe đang dừng đỗ khi đó nó sẽ áp dụng phanh để giảm tốc độ nếu một va chạm phía sau xảy ra